Thưa quý vị và các bạn, câu cá là một thú vui, đam mê của nhiều người. Để quy tụ những người có chung sở thích và đam mê, câu lạc bộ câu cá Tràng An đã tổ chức giải thi câu giao lưu mở rộng tranh cúp Quang Uy 2017. Ngay từ sáng sớm, các cần thủ có mặt tại hồ câu để thực hiện các thủ tục thi như lấy số, chuẩn bị trang thiết bị thi. Với sự tham gia của 60 cần thủ đến từ các câu lạc bộ, hội, diễn đàn có phong trào câu cá phát triển mạnh trên cả nước, các cần thủ đã rất nhanh tay, khẩn trương để thực hiện phần thi của mình. Có cái dịp mình gặp gỡ các anh em cùng đam mê ở các tỉnh thành và tham dự giải, thứ hai là trên tinh thần là học hỏi, giao lưu học hỏi lẫn nhau trên kinh nghiệm, trên cùng một cái đam mê của bộ môn câu cá này. Tham gia cái giải này là đem lại cơ hội là để giao lưu với tất cả các cầu thủ trong nước với nói chung và các cầu thủ phía Bắc nói riêng. Với luật thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 90 phút, các cầu thủ phải tự chuẩn bị một câu. Người tham gia cũng không được xả mồi bừa bãi dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài cách dùng cần câu có mồi gắn ở lưỡi câu, chỉ được phép đưa mồi xuống nước bằng lưỡi câu. Việc áp dụng những điều luật này sẽ góp phần tăng tính hấp dẫn cho giải đấu. Với mong muốn các cần thủ trên cả nước có một sân chơi lành mạnh và chất lượng chuyên môn cao, cho nên từ ban tổ chức cho tới các cần thủ đều phải có sự chuẩn bị rất chu đáo để giải đấu có thể diễn ra thành công. Câu lạc bộ câu cá Tràng An được thành lập đến nay là 9 năm. Thì mong muốn của chúng tôi là tạo một cái sân chơi cho cái môn thể thao câu cá ngày càng phát triển và hội nhập với các nước trong khu vực. Sau một ngày tranh tài, giải nhất đã thuộc về cần thủ Phạm Hoàng Sa, hội câu tay miền Bắc. Ban tổ chức cũng đã trao các giải thưởng nhì, ba, tư cho các cần thủ, giải con cá có trọng lượng lớn nhất và nhiều phần quà bốc thăm may mắn. Qua mỗi lần tổ chức, giải đấu của các câu lạc bộ câu cá Tràng An đã dần chuyên nghiệp hóa. Từ công tác trọng tài, tổ chức phân công công việc tại mỗi lô thi đấu cho tới việc bốc thăm, tổng kết kết quả sau mỗi hiệp đấu. Giải đấu đã tạo nên điều kiện phát triển bộ môn câu cá, tạo cơ hội giao lưu, đoàn kết gắn bó giữa các cần thủ nhằm phát triển phong trào tập luyện, thi đấu câu cá rộng khắp trên cả nước.